thân cây ngô, cây mía, cỏ voi, bã mía, bèo tây. Có dòng máy băm cỏ cỡ lớn nào có thể băm được hết đống kia, năng suất tầm 3 tấn một giờ mà giá dưới 40 triệu không? Có anh ơi, Bình Quân Group có dòng sản phẩm mà anh đang tìm kiếm đấy. Và đây chính là dòng sản phẩm máy băm cỏ công nghiệp 3T với thiết kế cửa xả cao. Vậy một chiếc máy băm cỏ cỡ lớn có băng tải, có điểm gì đặc biệt đáng để khách hàng bỏ chi phí ra đầu tư cho trang trại hàng nghìn vật nuôi của mình? Thứ nhất đó chính là tiết kiệm được chi phí chăn nuôi. Máy băm cỏ công nghiệp 3T là dòng sản phẩm chuyên dùng hỗ trợ bà con có thể chế biến ra được số lượng lớn thức ăn cho các đàn gia súc, gia cầm từ những nguồn nguyên liệu sẵn có dư thừa trong nông nghiệp. Đây sẽ là dòng sản phẩm chuyên dùng để băm các loại cỏ cây thân mềm như là các loại cỏ voi, cỏ xả, thân cây mía. Ngoài ra với dòng sản phẩm này thì bà con cũng có thể tận dụng để xử lý các loại phụ phẩm có trong nông nghiệp như thân cây ngô hay là bã mía. Ngay cả những nguyên liệu thân cứng xà đều sẽ được băm nhỏ để vật nuôi hấp thụ được tối đa dinh dưỡng và không bỏ qua gây lãng phí nguồn thức ăn, trả lại cho người chủ những nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Thứ hai, đó chính là một chiếc máy xứng đáng với chi phí đầu tư của khách hàng. Toàn bộ thiết bị máy băm cỏ công nghiệp 3T đều được làm bằng chất liệu thép cao cấp, chống oxy hóa, chịu lực tốt, tuổi thọ cao. Như quý vị thấy, phần khung máy được thiết kế vô cùng chắc chắn, được gia công hàn kỹ lưỡng, tạo ra kết cấu bền vững, giúp máy ổn định và vững chắc trong quá trình vận hành. Ngoài ra, sau quá trình băm các loại nguyên liệu, quy trình vệ sinh lau chùi máy cũng diễn ra vô cùng đơn giản và dễ dàng. Bộ dao băm sắc bén, động cơ điện ổn định, năng suất cao vừa đảm bảo cho người vận hành lại nâng cao hiệu quả năng suất cho người sử dụng. Bộ dao băm ở phía bên trong máy được gia công làm bằng chất liệu thép không gỉ, lưỡi dao sắc bén, băm nhỏ nhanh chóng, tạo ra những nhát cắt ngọt lịm, hạn chế tình trạng nguyên liệu bị vụn nát, chảy nước. Máy băm cỏ công nghiệp 3T lắp đặt động cơ 5,5 kW, sử dụng nguồn điện tải 3 pha 380V với tốc độ vòng quay 1450 vòng trên 1 phút cho tốc độ băm thái cỏ siêu nhanh. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, máy có thể băm được từ 2 đến 3 tấn trên 1 giờ, năng suất cao gấp nhiều lần so với việc băm cỏ theo cách thủ công để cho đàn gia súc ăn. Đặc biệt, máy có thể hoạt động trong thời gian dài mà không xảy ra tình trạng quá tải nhờ động cơ lõi đồng 100%. Là dòng sản phẩm dành cho các hộ chăn nuôi hay các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô vừa và lớn. Với chiếc máy băm cỏ công nghiệp 3T này, bà con có thể tự mình sản xuất ra được khối lượng lớn cho hàng trăm, thậm chí là cả hàng nghìn vật nuôi ăn. Thứ ba đó chính là tiết kiệm được thời gian và nhân công lao động. Máy tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có trong đời sống, giảm thiểu tình trạng lãng phí. Máy tiết kiệm công sức và thời gian cho bạn. Máy vận hành theo cơ chế làm việc tự động và liên hoàn. Nguyên liệu đặt lên băng tải sẽ được đưa vào bùng băm nơi có lưỡi dao và búa đập. Tại đây, lưỡi dao sẽ cắt cỏ, cắt nhỏ thành từng khúc theo chiều từ trên xuống dưới. Sau đó chúng sẽ được đưa ra ngoài phun ra cửa xả. Máy được thiết kế băng tải cấp liệu đầu vào tự động, giúp bà con chỉ cần thao tác đơn giản. Đặt nguyên liệu lên băng tải để máy tự động di chuyển đưa nguyên liệu vào bùng băm mà không mất quá nhiều công sức đẩy nguyên liệu liên tục. Đồng thời, băng tải cấp liệu giúp điều tiết nguyên liệu vào bùng băm được liên tục với lượng đều hơn, hạn chế xảy ra tình trạng bị quá tải hoặc quá ít nguyên liệu, dẫn đến máy băm cỏ công nghiệp làm việc không hết công suất và đảm bảo an toàn cho người vận hành, hạn chế xảy ra những tai nạn do dùng tay đẩy trực tiếp cỏ vào bùng băm. Thiết kế băng tải thông minh, làm việc liên tục nhẹ nhàng, giúp bà con tiết kiệm thời gian công sức, giải quyết vấn đề nhân công một cách dễ dàng. Máy tự động hoàn toàn, chỉ cần một nhân công vận hành là xong. Từ đó bà con có thể tiết kiệm được một khoản chi phí thuê nhân công hàng tháng đáng kể trong việc chăn nuôi gia súc. Thành phẩm sau khi băm đảm bảo đồng đều, đẹp mắt nhất, hạn chế vụn nát, làm hao hụt nguyên liệu tối đa. Đây là điều mà cách làm thủ công khó có thể làm được. Sử dụng chiếc máy này còn giúp cơ sở chăn nuôi của bà con nâng cao tính chuyên nghiệp lên rất nhiều lần, đảm bảo an toàn vệ sinh thức ăn trong chăn nuôi, an toàn lao động. Băm cỏ voi, băm thân cây ngô, băm thân cây mía, băm bèo tây, băm bã mía.
Và đó là dòng sản phẩm máy băm cỏ công nghiệp 3T đến từ thương hiệu Bình Quân Group, là dòng sản phẩm chuyên dùng hỗ trợ cho quý vị trong công đoạn chế biến thức ăn chăn nuôi, phù hợp với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, với quy mô chăn nuôi lên tới hàng trăm, thậm chí là cả 1.000 con gia súc. Sản phẩm được bảo hành trong thời gian 6 tháng và được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật miễn phí trọn đời. Với dòng sản phẩm này thì quý vị thấy sao ạ? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới video clip này cho Ngọc Nga biết nhé. Và hiện tại, mức giá cho dòng sản phẩm đang được Ngọc Nga cập nhật ở phía dưới phần mô tả của clip. Quý vị có thể nhấp vào để tham khảo xem dòng sản phẩm này có phù hợp hay không nhé. Đến đây thì thời lượng phát sóng của video đã đến hồi kết thúc. Hy vọng video ngày hôm nay đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích, hỗ trợ quý vị có cái nhìn rõ ràng hơn về dòng sản phẩm và có thể tìm ra được dòng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Và mọi chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm này thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.